Everybody, welcome to Hell Vượt Cả Tế. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại Begin Hell Vượt Cả Tế. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game phiên bản mới ha. Phiên bản kiếm hiệp thiếu quân 3D. À, thiếu quân phiên bản này không biết là phiên bản cày cuốc hay là phiên bản gì đây. Nhưng mà thấy là em nó open server đầu tiên. Open X1 đang trong thời gian test nên là heo vào quẩy sơ sơ coi quà quýt đồ sao hả. Anh em có chơi thì có thể kéo xuống phần mô tả của video này cũng như là bình luận ha, có thông tin các kiểu con đà điểu hết. Hồi nãy ta mới nhận cái quà nạp ngày đúng không? Chưa rồi ta kéo xuống coi. Ok, quà nạp đầu cơ tích trữ. Ok, trong túi nãy giờ có gì chưa? Chưa luôn. Rồi, heo nghĩ là đến với thông tin server để đi lấy code rồi các bạn ơi. Ok, đây thiếu quân 3D update phiên bản tướng mới nhất. Open server X1 vào 11 giờ ngày 15 tháng 8 2023. Tải iOS, Android, PC, hiếu quân 3D.com. Code chung là hiếu quân 668899. Cách nhập code vào game phúc lợi nhập phần mã cái kiểu ha. Quà tân hữu VIP 7 1000 vạn kinh nghiệm đan. Wow, ngon vậy bộ. 10000 kim nguyên bảo khóa. Ây da, đậu xanh nữa. Để heo tí. Đây quà tân hữu là VIP 7 1000 vạn kinh nghiệm đan, 10000 kim nguyên bảo khóa, 10 linh ngọc sạn, 100 tăng giai tài nguyên bảo rương, 1 vũ vật hình tượng chọn lễ bao. Wow, một tương khung chọn lễ bao, một túc tích chọn lễ bao, một hạng cấu hình tượng chọn lễ bao. Tỷ lệ nạp 50.000 bằng 5.000 xu, khuyến mãi xu ép nhân 2 Momo Banking áp dụng tất cả server. Event long tin like share comment bài viết nhận 1.000 xu ép. Ok, event đua top. Top 1, 1 triệu kim nguyên bảo cộng 2 triệu kim nguyên bảo khóa. Ôi, đây mới đúng là con game nè. Đua top và nhận hẳn nó quà vậy đó. Hỏi có màu mè qua lá hẹ, quà đủ thứ kiểu gì không cần biết. Cứ kim nguyên bảo mà làm tới. Ừ, vậy đi. Bây giờ ok, ok. Phúc lợi nè ha, biết code nè ha. Đó, ok, lễ bao thành công. Rồi, nghe lễ bao mới nhớ tới lễ ốc. Ok, xong luôn. Ok, xong luôn. Quà ở đây. Gì đây, hoan nghênh. Ủa men, mình nhập ba cái mà ok vô rồi, nó bị delay các bạn. Đậu xanh nó làm yếu chim à. Trời ơi à, đây cánh tùy chọn. Ok, sẵn tùy chọn, a ship vip. Ok, tùm lum tà le nhận nè ha. Ô, chọn được à, nhưng mà biết què gì đâu chọn. Cái này đẹp không? Không. Ôi, cái này đẹp gớm hỉ. Mà mình nhân vật nam mà đúng không? Ôi, từ từ đi bộ. Rồi, đâu rồi, túi nè. Rồi, bây giờ khung chat nè, dùng nè ha. Đây, 10.000 kim nguyên bảo khóa nè. Ok, khung chat thì bây giờ chọn cái nào trả được. Kích hoạt, ok. Rồi, cái rương này chọn gì đây? Rương cái gì tùm lum nè, dấu chân đúng không? Nhưng nó là dấu chân các bạn ơi. Ok, dấu này đẹp hơn nè.
thời dùng. À, ủa rồi mình chọn cái nào? Chọn sao? Ủa vẫn chưa biết cách chọn luôn. Đây, đó. Ồ, giờ là hiểu rồi nè. Đó. Rồi. I am Thanh Kiều. Ok. Tiếng Anh dạo này nói như gió luôn. Có tiếng có, tiếng không. Thì đẹp không ta? Nhưng mà ga nó có được bự giống vậy không? Không, cái này không được nha. Cái này tối hôi à. Màu xanh này là gì vậy? À, dấu chân này cũng không đẹp luôn. Đang nghiêng về cái này nè các bạn. Nhưng mà giày thì nó cũng không đẹp đúng không? Này bự hơn. Ok, lấy cái này đi. Nhìn nó hài hài tiếu tiếu nè. Đó, kích hoạt luôn. Wow, đang kinh nghiệm hả? Ôi, kinh nghiệm đang. Wow. Lên 7. Ủa, lên 78 hả? Thấy đồ vậy, đi phó bản hả, khiêu chiến. Lên level là vậy đó các bạn. Lên level là chúng ta đối mặt với rất nhiều tính năng hả. Ok. Cái này là cái gì đây? Dùng cánh hả? Không, cánh thì ở dưới mình có. Bét hả? Cái này gì đây? Bộ này đẹp nè anh em. Wow. Cây thần binh. Không, cây thần binh nữa. Nó đang phân vân giữa cái áo và cái ấy. Cái áo. Ok, lấy cái áo đi. Thần binh mai chiều đi lượm cái khác. Rồi, cánh thì lấy cái này luôn. Ok. Rồi đang ngay ship hồi nãy giờ chưa dùng luôn, dùng hết luôn, lên VIP 7 luôn. Đó. Ngon. Nhận nhanh nè ha, nhận quà VIP nhanh luôn. Đó, xóa. Nhận về. Ok, cắn hết ha. Đó. Giờ việc cần làm là đi kiếm một cây thần binh các bạn ơi. VIP. Đây. Ok. Ê, vậy tính ra nếu mà... Ôi, quà VIP là miễn phí hết nha các bạn ơi. Đó. Đây, quà VIP là miễn phí. Ok. Ok luôn. Đó, VIP 7 quà là lụm nè hả? Lụm quà luôn nè. Wow, hồi nãy mua con bét là xu rồi. Giờ là được tặng con bét phi nè. Ok, các bạn like share được nhận 1000 xu ép thì các bạn có thể mua được mấy cái này nè các bạn. Ok hả? Rồi. Nhưng mà tài khoản của tôi thì đang có một ít ha. Ở đây có chợ ha, có gì không? Tích nạp tuần. Ok, đang trong server test nên là hội nhóm nạp xu, nạp ngày. Hình như là vậy là xu đó là chúng ta nạp hẳn nhập luôn đây nè. À, mua thành công. Ủa, rồi mua chưa? Ủa gì vậy? Ủa vậy là mất hết 2 lần hả? Đậu xanh nè, một lần kích hoạt rồi quay ra, quay vô. Bấm thêm một lần nữa mới được nhận quà hả ta? Rồi ok nè ha, giờ là được cây đao nè. Ok luôn. Đang trong server test nên là game nó cho test nữa. Đó, tính năng nè, lụm nè ha. Chủ công, chủ đạo, chơi. Ủa, má biết nãy chọn cái cây kia được rồi. Giờ nó cho cả bộ luôn các bạn. Nè, nó cho cả bộ luôn nè. Trời ơi. Đúng rồi, còn bên này nữa. Quà VIP bên này nữa các bạn. Đó, một cách đao. Ui, cây đao này ngon hơn nè. Ok, xí lụm nha. Ủa, mua chưa? Hết kim nguyên bảo hả? Đây, kim nguyên bảo. Lụm. Wow, game nạp rẻ anh em. Ủa, mà nạp xong rồi nó nằm ở đâu? Nó là bấm 2 lần vô. Đâu rồi? Khoan, ok,
Cái này phải hỏi admin coi. Ủa vậy là nạp là nó nằm ở đâu ta? Hay là nạp là nó vô hư nhỉ? Vậy gì vậy? Ai? Đúng không nè? À, nạp tiền thành công. Ồ, đây. Trời đất ơi, bấm hai lần. Làm giờ kim nguyên bảo quá trời luôn anh em. Thôi đất ơi, lụm hết nha. Rồi xóa ha, nạp tiền thành công nữa nè. Ok. Đó, ui 1 triệu. What the hell. Trời ơi, ui trong này có bán skin. Wow. Ui nhưng mà nó đổi bằng ngọc các bạn ơi. Nếu hiểu tại sao luôn. Quà tích nạp rất nhiều luôn nè ha. Đó. Ok, trời ơi, các bạn nạp vô mà nhận quà nè. Khoan, nhưng mà nếu mà nhiều như vậy thì trời ơi, hên ghê luôn. Tí nữa là coi như là xong rồi. Đó, đó, ok nha. Link heo để hết dưới phần mô tả nha anh em ơi. Rất nhiều luôn. Trời ơi, ok, tới đây chắc đủ rồi. Trời ơi, 87.000. Ok. Vô tư, trời ơi, 5, ui 600 gương. Ôi, được rồi. Ở đây là đẹp rồi. Yeah. À, chọn ok. Đây, phúc lợi. Ok, ký tên, lụm quà. Thăng cấp, trời ơi, thăng cấp có nhiêu đâu bộ. Rồi, đây, siêu giá trị phúc lợi. Đó. Đây, còn gì nữa đây à, tích nạp, su. Rồi, thôi để đây đi. Đây. Kim ngân, bạch ngân. Đổi nguyên liệu. Event nạp nhận nè ha. Đó. Ôi ơi, đã nạp nhận quá trời luôn anh em ơi. Đó, siêu quà tặng. Vậy nó đây. Ô. Lụm nè ha. Rồi, nhận nè ha. Nhận cái nữa này nha. À, người khác đã tới trước hả là sao? À, ngày mai hả? Ok. Đó. Ô, nhận nữa nè. Ôi. Đó, ok nha. Nhận hết rồi đó. Tầm bảo siêu giá trị không? Không thích siêu nữa. Đó. Ok. Ôi, cái bong bóng nhìn xấu gớm vậy. Rồi, có quà nạp ngày nữa nè. Đó, lụm luôn. Quá trời luôn. Quà nạp siêu nhiều nha các bạn ơi. Siêu ngon, siêu VIP luôn. Đó. Link thì heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về nha các bạn ơi. Đó. Trời ơi, tiêu kim nguyên bảo là sẽ được lên VIP nữa nha. Game này rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần tiêu kim nguyên bảo là chúng ta sẽ được lên VIP. Đâu rồi, ngoại quan. À, đây có con bét. Chúng ta tiến cấp, tiến hằng nó lên nè. Đó. Lên liền. Đó. Ok không? Đó. Đây, tiến cấp nó lên một cấp nữa nè. Đó. Lên luôn. Đấy. Ôi. Ngao ngô hả? Đó. Tiếp luôn. Đó. Ôi, đẹp kìa. Ô. Còn nữa, lên trên nó còn đẹp nữa, rất nhiều luôn. Rồi, ok nha, anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm nha các bạn ơi. Free VIP 7 luôn á, đó, rất nhiều phần quà luôn, like share được nhận su ép luôn nha các bạn. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. À, đừng quên kéo xuống cho heo xin một cái like cái nha, tốn của anh em không có nhiều thời gian hết á. Đó, ok, bye bye. Trời, con tê giác này đọc đẹp nè. Ok. Gửi con tê giác cho đẹp không? Quá ngon.